Nghị quyết 98 về cơ chế đặc thù phát triển thành phố Hồ Chí Minh đang từng bước được các cấp ngành thành phố cũng như các quận huyện và thành phố Thủ Đức đưa vào áp dụng thực tiễn. Riêng với lĩnh vực hạ tầng giao thông, nghị quyết này được kỳ vọng sẽ đem lại cơ hội hết sức to lớn để thành phố Hồ Chí Minh, đặc biệt là thành phố Thủ Đức, có thể kêu gọi được nhiều hơn nguồn lực đầu tư trong bối cảnh nguồn vốn ngân sách còn giới hạn như hiện nay. Thành phố Thủ Đức đã và đang triển khai rất nhiều dự án hạ tầng giao thông, trong đó nổi bật như dự án đường vành đai 3 và sắp tới đây là tiếp tục thi công những đoạn tuyến còn lại để khép kín đường vành đai 2. Đặc biệt trong năm tới khi đưa vào khai thác dự án metro số 1 và hệ thống kết nối liên quan sẽ góp phần hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng giao thông theo quy hoạch của thành phố Thủ Đức cũng như góp phần phát triển các khu chức năng đô thị trên địa bàn. Chúng tôi hiện nay đang tổ chức nghiên cứu cùng với Sở Giao thông Vận tải để có thể đề xuất các tuyến đường chúng ta sẽ kêu gọi đầu tư theo các phương thức BT, đặc biệt là phương thức BT trên các tuyến đường hiện hữu, khi mà cái cơ chế này trước đây chúng ta chưa được phép thực hiện. Ngoài ra thì chúng tôi cũng tăng cường cái việc nghiên cứu các khu vực phát triển các khu vực đô thị dọc theo tuyến metro số 1 theo cái hình thức là TOD, phát triển đô thị dọc theo cái hành lang giao thông công cộng. Và đây cũng là một cơ hội hết sức là quan trọng, một mặt là để phát triển đô thị, một mặt khác thì sẽ tạo ra nguồn lực, qua đó chúng ta sẽ đầu tư cho hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội. Khu vực phía đông này thì chúng ta cũng đang triển khai thi công cái nút giao An Phú, rồi cũng đang đề xuất cái đường dẫn đường cao tốc sẽ mở rộng đồng thời với cái đường mở rộng của VEC mà đầu tư cái tuyến đường cao tốc từ vành đai 2 đi lên phía Đồng Nai. Và đối với một số công trình cầu như là cầu Năng Long, cầu Nghiêu thì thành phố cũng đang triển khai nhanh cái công tác giải phóng bằng để có thể sớm triển khai thi công lại. Cầu Nam Lý thì chúng ta hiện nay cũng đang đẩy nhanh tiến độ, và đặc biệt là chúng tôi đang trình cái Hội đồng Nhân dân thành phố để thông qua cái nghị quyết về chủ trương đầu tư cái vành đai 2 đoạn 1. Nếu mà dự án này được thông qua chủ trương đầu tư thì Ban Giao thông cùng với các sở ngành sẽ phải đẩy nhanh tiến độ cũng như với tinh thần như là dự án vành đai 3. Cùng với thành phố Thủ Đức, hàng loạt dự án giao thông nội đô, cửa ngõ, liên vùng khác trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh cũng đang được ngành giao thông nghiên cứu đề xuất chủ trương đầu tư trên cơ sở nghị quyết 98. Trong đó, với hình thức BOT, thành phố có thể mời gọi đầu tư các dự án mở rộng quốc lộ 13, quốc lộ 22. Hình thức BT có thể mời gọi đầu tư cho các dự án cầu đường Bình Tiên, cầu Cần Giờ, Thủ Thiêm 4, cầu Rạch Dơi và nhiều tuyến đường trên cao khác. Đây là những dự án quan trọng, Sở Giao thông cũng đang hoàn thiện các thủ tục theo khả năng cân đối. Thì hiện nay chúng ta cũng có cái lợi thế là cái nghị quyết 98 được ban hành về một số cơ chế đặc thù. Thì có thể trên cái cơ sở 98 và khả năng đầu tư thì chúng tôi sẽ đề xuất những cái phương thức đầu tư với từng dự án cụ thể. Đối với các giao thông thành phố đó, thì cái nghị quyết 98 sẽ tạo ra một cái cơ chế giúp chúng ta huy động được cái nguồn lực từ xã hội thông qua các cái hình thức BOT, BT để chúng ta bù đắp cho cái ngân sách đầu tư công đang rất là hạn chế, và chúng ta sẽ có cơ hội để mà phát triển nhiều hơn các dự án giao thông cho thành phố. Nghị quyết 98 cũng được coi là đột phá khi cho phép thành phố tách giải phóng mặt bằng ra thành dự án độc lập, tiến hành song song với dự án xây lắp cho một số dự án giao thông trọng điểm. Có thể nói, khơi thông được điểm nghẽn giao thông chính là khơi thông được nguồn lực phát triển rất lớn cho thành phố Hồ Chí Minh. Đây cũng là cơ sở quan trọng để thành phố giữ vững vai trò trung tâm, đầu tàu kinh tế của cả nước.